Rồi chào các bạn nha. Hôm trước thì mình có đăng một cái video mình giới thiệu cái tính năng mới mà Zalo vừa mới cập nhật cho tất cả những cái điện thoại mà cài đặt ứng dụng Zalo, đó là cái tính năng mã hóa đầu cuối. Thì cái tính năng mã hóa đầu cuối này thì để kích hoạt được cái tính năng này thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần bật cái ứng dụng Zalo của chúng ta lên. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn bất kỳ một cái cuộc trò chuyện nào mà chúng ta muốn kích hoạt cái tính năng là mã hóa đầu cuối. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái cuộc trò chuyện đó và chúng ta sẽ bấm vào cái phần cài đặt cuộc trò chuyện này. Thì cái tính năng là mã hóa đầu cuối này nó sẽ nằm ngay ở trên cái dòng đầu tiên và chúng ta sẽ nhấn vào đây để nâng cấp. Đó. Thì như vậy sau khi đã nâng cấp thành công thì nó sẽ có hình một cái khóa ở đây ở trong cái cuộc trò chuyện, và khi chúng ta thoát ra ngoài thì ở ngoài cái cuộc trò chuyện này nó cũng có một cái hình khóa. Như vậy là khi mà chúng ta mở cái phần tin nhắn lên, chúng ta thấy một cái cuộc trò chuyện nào đó mà có cái hình ổ khóa như này thì có nghĩa là cái cuộc trò chuyện đó chúng ta đã kích hoạt cái tính năng là mã hóa đầu cuối. Thì mình giới thiệu một chút là cái tính năng mã hóa đầu cuối này thì hiện tại nó đang có một cái chữ beta màu xanh ở đây, có nghĩa là Zalo đang thử nghiệm và cũng chưa phải là cái phiên bản chính thức. Cho nên là hiện tại là nó chỉ có một cái chiều, có nghĩa là khi mà chúng ta đã kích hoạt cái tính năng là mã hóa đầu cuối này lên thì chúng ta sẽ không thể nào mà thoát được cái tính năng này. Tạm thời là Zalo chưa cho phép chúng ta thoát cái tính năng mã hóa đầu cuối này. Cho nên là những cái bạn nào mà muốn nâng cấp cái tính năng này lên thì các bạn cần phải cân nhắc thật là kỹ những cái tin nhắn quan trọng riêng tư hoặc là những cái tin nhắn của đối tác hoặc là khách hàng mà chúng ta cần bảo mật cao thì chúng ta mới kích hoạt cái tính năng này lên. Và hiện tại thì cái tính năng này nó mới hỗ trợ cái chiều là kích hoạt lên. Sau khi mà chúng ta đã nâng cấp lên thì chúng ta chưa thể nào mà chúng ta thoát được cái tính năng này, vì hiện tại là Zalo chưa cập nhật và cũng như là chưa hỗ trợ chúng ta cái tính năng là thoát cái mã hóa đầu cuối này. Rồi. Và mình sẽ giải thích lại một chút về cái tính năng là mã hóa đầu cuối nó sẽ như nào để cho những cái bạn nào mà mới xem cái video này mà chưa xem cái video trước của mình thì các bạn có thể hiểu rõ nha. Thì cái tính năng mã hóa đầu cuối này thì các bạn hiểu đơn giản là khi mà chúng ta nhắn một cái tin nhắn nào đó cho một cái ai đó, thì khi mà chúng ta gõ văn bản ở trên máy của chúng ta thì chúng ta sẽ nhập một cái nội dung văn bản là chúng ta trò chuyện hay cái cuộc trò chuyện mà chúng ta đang nói chuyện đấy, sau đó thì chúng ta sẽ gửi đi. Thì trong quá trình gửi đi đấy thì cái nội dung tin nhắn của chúng ta nó sẽ được đưa lên cái đường truyền internet, đường truyền viễn thông của Zalo, và sau đó thì nó sẽ đến cái người nhận, tức là cái thiết bị đầu cuối là cái người nhận. Thì trong quá trình mà gửi đi đó, nếu mà trước đây thì không may nếu như có cái đối tượng xấu hoặc là những cái hacker mà họ đã xâm nhập được vào cái hệ thống của Zalo, có nghĩa là họ có thể can thiệp được vào cái đường truyền của Zalo thì họ có thể đọc được những cái nội dung tin nhắn mà chúng ta đang gửi đi. Và khi đó nó nằm ở trên đường truyền và nó chưa đi tới được cái người nhận thì các bạn cứ hiểu đơn giản là nó giống như một cái con đường, và khi mà chúng ta viết một cái nội dung đó, chúng ta đi trên đường đó, chúng ta chưa tới người nhận thì họ hoàn toàn là có thể là chặn được cái đường truyền của chúng ta và sau đó là đánh cắp được những cái nội dung mà chúng ta gửi ở trên đường truyền đó. Và nếu như mà cái nội dung của chúng ta nó chỉ là một cái cuộc trò chuyện thông thường thì nó không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên thì nó sẽ là một cái vấn đề nghiêm trọng nếu như mà trong cái cuộc nội dung của chúng ta nó có những cái thông tin bảo mật, ví dụ như là những cái tài khoản ngân hàng hay là những cái tài khoản riêng tư liên quan đến cá nhân, hoặc là những cái cuộc trò chuyện hoặc là những cái bí mật về kinh doanh của nhưng là của đối tác hoặc là của công ty của chúng ta thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì cái tính năng là mã hóa đầu cuối này nó sẽ giúp cho chúng ta khi mà chúng ta gửi cái nội dung tin nhắn đến cái đường truyền thì khi mà lên đường truyền thì tất cả những cái nội dung mà chúng ta gõ ở trong điện thoại của chúng ta nó sẽ được mã hóa thành một cái ký tự riêng, và đối tượng xấu nếu mà có truy cập được vào, can thiệp được vào cái đường truyền đó thì cũng không thể nào mà đọc được những cái nội dung đó, vì cái nội dung đó đã được mã hóa. Và chỉ khi nào mà đến cái thiết bị đầu cuối, tức là cái người nhận của chúng ta, và sau khi người nhận mở điện thoại ra và đọc được những cái nội dung đó thì cái nội dung đó nó mới được chuyển hóa từ cái nội dung mã hóa sang cái nội dung mà chúng ta đã nhắn, ví dụ như là văn bản hay là hình ảnh hay là video mà chúng ta đã gửi cho cái người nhận của chúng ta nha. Như vậy là nó sẽ được bảo mật một cách tối đa. Và như vậy là video của mình xin kết thúc ở đây. Và mình nhắc lại một lần nữa là hiện tại cái tính năng là mã hóa nguồn cuối này thì Zalo đang là cái phiên bản thử nghiệm, và hiện tại thì Zalo mới chỉ cho phép chúng ta kích hoạt lên và sử dụng và chưa cho phép chúng ta là thoát cái tính năng này. Cho nên là những cái bạn mà bình luận vào cái video hôm trước của mình thì các bạn có thể là vui lòng là xem cái video này và các bạn cân nhắc thật kỹ trước khi là chúng ta kích hoạt cái tính năng là mã hóa đầu cuối ở trên ứng dụng Zalo nha. Và video của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho các bạn xem video của mình. Nếu thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chào các bạn.